Hôm nay Lộc giới thiệu với mọi người chiếc Phantom. Một chiếc xe này có gần giống như là chiếc Audi A8. Thì cái chiếc xe nó có như thế nào thì mình sẽ giới thiệu qua đây và mọi người cùng xem với mình nhé. Phần đèn xe thì mọi người thấy rất là độc đáo. Đèn tròn nè, đèn xe đông nè, đèn LED ban ngày nhìn rất là độc đáo. Phía dưới này sẽ có đèn sương mù nhé. Đây, đèn sương mù đây. Đèn sương mù. Những cái thanh mạ rôm nhìn rất là sang trọng cho cái xe. Những cái đường ngang mạnh mẽ này. Nhìn chiếc xe Phantom rất là độc đáo. Chiếc xe này á có cái khối động cơ là 3.0 và 6 máy dẫn động hai cầu nhé mọi người. Mình đi tiếp tục qua bên hông này xem coi có cái gì. Mâm xe thì được trang bị là 18 inch rất tiêu chuẩn. Cái phần trên đây là cái phần gương chiếu hậu khá là lớn. Thiết kế của gương chiếu hậu này lớn cho nên là quan sát tốt lắm. Bên hông xe xe của mình với cái chiều dài là 5m2 và chiều dài cơ sở của nó 3m, cho nên tí nữa mình nhìn ở bên trong rất là rộng rãi. Mình mở phần nội thất ra cho mọi người xem thế nào nhé. Xe mình có cửa hít nhé. Đây, mình thử đây. Cửa nó sẽ hít vô. Rất là hay. Phần nội thất bên trong thì mình được ốp gỗ hết nhé. Được ốp gỗ, ốp xung quanh này. Đầy đủ tính năng hết. Đóng mở cửa, đóng cốp mở cốp. Phần dưới đây đóng kính mở kính đầy đủ hết. Rồi trước khi mà vô là mình sẽ nói đến cái phần ghế. Phần ghế của mình cũng được chỉnh điện. Ghế thực sự là rộng rãi. Hãy cùng mình vô khoang nội thất. Và khoang nội thất trước tiên là mình sẽ nhìn thấy cái vô lăng nè. Vô lăng được bọc gỗ. Và rồi có những cái nút bấm ở trên đây để chúng ta rất là dễ dàng điều khiển. Cái logo nằm ngay chính giữa. Và đây là cái để bóp còi nè. Nhìn ở phần bên trong này nữa chúng ta sẽ thấy rất là nhiều đồng hồ và mình cảm giác rất là thú vị. Ok, mình nhìn vào đây và mình thấy thú vị đó. Và phần bên cạnh thì chúng ta thấy là một thiết kế mà cái chiếc xe toàn là gỗ không. Ở đây gỗ này, một cái đồng hồ co giờ ngày nằm ngay chính giữa, nhìn rất là doanh nhân. Và chiếc xe này có cửa sổ trời nhé, có cửa sổ trời rất là lớn. Rồi. Để mình thử nổ máy lên xem coi cái xe này nó có những cái gì. Mình khởi động chiếc xe này nó sẽ có hai chỗ để khởi động. Thứ nhất là mình sẽ sử dụng start top ở đây để mình khởi động nhé mọi người. Hoặc là mình sẽ nhét chìa khóa vô đây và mình khởi động giống như bình thường. Thì tùy vào những cái sở thích của mỗi người thôi. Mình khởi động lên thì cái chiếc xe này nó có một cái rất là hay. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi và mình khởi động lại. Mình tắt máy đi rồi. Đó, khi mà mình tắt máy đi nè thì cái miếng gỗ này nè, nó ốp gỗ này nó sẽ hạ xuống để che nhìn rất là xa. Nhưng mà khi mà mình nổ máy lên thì mọi người sẽ thấy đây, cái miếng gỗ này nó sẽ trả về trên. Khi mà chúng ta sử dụng cái dàn lạnh đó, nó sẽ trả về trên đây, nhìn rất là hay nhá. Nó sẽ mở ra để cho chúng ta cho có dàn lạnh và có gió thổi bên trong. Ở phần này thì chiếc xe của mình nó có rất là nhiều đĩa. Nó có đến là ở trong này là 6 cái ổ đĩa lận. Rồi thêm cái ổ đĩa ngoài đây nữa là 7 cái. Xe này thật là nhiều ổ đĩa. Và nó có đầu DVD. Những cái này cái điều chỉnh trên cái đầu nhìn rất là sang. Và bọc gỗ bên trong, bên ngoài. Rồi đây là điều chỉnh. Đây là nhiều, rất là nhiều nút để chúng ta có thể điều chỉnh theo sở thích của từng người. Đây, hộp số của nó đây, nhìn rất là chắc chắn, nhìn thực sự chắc chắn. Ai, cái này rất là hay, chỉnh gương lại nằm ở ngay đây nhé. Chỉnh gương của chúng ta lại nằm ở đây, chỉnh bên phải, bên trái nằm ở đây, rồi gặp gương nằm ở đây. Phần phía dưới đây. Cái phần này nhìn toàn là gỗ, sang trọng, hộc găng tay rất là lớn và sâu. Rất là lớn và rất là sâu. Rồi
Ở đây có mấy cái nè. Ở đây có cái nâng hạ gầm nhá. Xe mình có cái nâng hạ gầm. Mình nắn vào đây, đây nâng hạ gầm nhá. Này là bình thường. Này là nâng cho nó cao lên nè. Đấy mọi người thấy nó nâng lên không? Này hạ xuống này. Này nâng lên, ok nâng hạ gầm. Rồi hộp số nè, thằng này thì nó có chế độ lái bình thường rồi, chế độ thể thao và chế độ bán tự động. Đó, mình kéo xuống mình gật qua bên này nó bán tự động. Rất là hay. À có cái khóa túi khí ở đây nữa mọi người. Cái chìa khóa này để khóa cái túi khí ở đây nè. Đó, tắt mở cái khóa cái túi khí ở đây. Rồi. Vô đây mình ngồi á thì mình nhận xét là cái ghế này ngồi rất là êm. Không biết là cái ghế này là cái hiệu gì nhưng mà ngồi rất là êm và rất là rộng rãi. Thực sự là rộng rãi lắm. À cái xe này có một cái điểm nữa. Từ nãy giờ không giới thiệu. Đây là sunroof. Nó có cửa sổ trời rất là lớn nè. Và cái sunroof này cũng rất là dày cho nên là không có sợ nóng. Đây tôi phát hiện ra đây rất là dày. Ai chà. Rồi, cái sunroof khá là dày nhá. Đây là chiếc phăng tông có sunroof toàn cảnh. Ok, rồi. Để khám phá xem đây có gì không. Rồi, cái này thì cũng bình thường thôi. À, gương có chống chói bên trong này. Đây là đèn đọc sách, đèn bên trong. Rồi. Rồi, ok, vậy rồi. Ấy, mình mới phát hiện ra ở chỗ này có một cái rất là hay nữa. Cái này là cái kéo cái rèm phía sau này mọi người. Ở sau nó có sẽ có khi mình ấn nút này. Ê. Nha, mình ấn vào nút này thì đằng sau á nó sẽ là hạ cái rèm và kéo cái rèm nha. Xe này chắc là xe dành cho quý đại gia ngồi phía sau cho nên là nó có cái tính năng. Này, mình làm lại cho mọi người xem là thấy không ạ? Đó, nâng hạ rèm rất là hay. Chúng ta cùng khám phá xem coi chiếc xe này có những cái gì nữa nè. Và mình thấy là cái thắng tay ở đây và cái chỗ để mở cái thắng tay. Đó, chúng ta bật vô đây sẽ mở cái thắng tay ra. Còn thắng thì mình đặt phía dưới. Đèn auto nè. Rồi đèn sương mù trước, sương mù sau. Đó, rồi đây là cái để mà mình điều chỉnh gió mạnh nhẹ nha. Mình có thể điều chỉnh bằng tay mạnh nhẹ. Đó, rồi cái này là cái độ sáng của đèn ở bên trong á, đèn nội thất ở bên trong á. Đó, mình điều chỉnh ở đây. Nó có thể là sáng hoặc là mờ hơn ở khu vực này nhé. Là xe khá là nhiều những tính năng. Vô lăng thì chúng ta thấy rồi đó, nó bọc gỗ đó. Rồi bây giờ mình đi ra phía sau để xem coi chiếc xe như thế nào. Xe thì nó dài đến 5m2 và cái khoang bên trong là 3m. Xe trang bị cửa hít nữa nha mọi người. Bên trong thì mình thấy rất là rộng rãi cho hàng ghế phía sau. Ngồi phía sau thì rộng rãi. Phía sau rất thoải mái. Ở đây có thêm cái bệ tay mình hạ xuống nè. Đó, rồi cái cốp mình nâng lên mình có thể để đồ trong đó. Ở đây mình nhấn cái nút này, nó sẽ mở cái bệ để chúng ta để cái ly, cái kệ nhỏ để chúng ta để cái ly nước á. Ở phía trước này là điều hòa thì mình sẽ điều chỉnh tùy ý. Rồi cả hai ghế đều có thể điều chỉnh được. Dàn lạnh nó là 4 vùng độc lập. Đó. Cái khoang như vậy thì mình sẽ thoải mái để chân. Mình xem ở đây. Ở đây ấn vào cái nút đó thì nó sẽ mở ra một cái để mồi thuốc lá nè và một cái gạt tàn. Chúng ta ấn vào cái nút này. Đó, mọi người thấy nhé. Trên bên trên cũng được ốp gỗ. Ở đây là
một cái rèm che nắng. Đó, chúng ta gắn lên đây, kéo để gắn lên trên này. Đó, nó mạnh mẽ quá. Rồi gắn vào trong đó. Rồi bên cạnh luôn, một cái kính bên cạnh cũng có một cái tấm rèm để che nắng. Chiếc xe phục vụ cho người ngồi phía sau và phục vụ cho toàn thể những người bên trong, cho nên nó trang bị rất là hữu ích và rất là tiện nghi cho mọi người ngồi bên trong xe, nhất là những người ngồi phía sau. Vì đối với mình ngồi trong cái khoang phía sau này thì mình cảm thấy rất là rộng rãi, trần thì rất là cao, có những cái tay nắm này. Trần cao thoải mái nhé. Bây giờ mình khám phá và mở cái cốp này lên xem có nó như thế nào nhé. Ồ, cái cốp bên trong nó khá là rộng, cái không gian để chúng ta để đồ cũng rất là rộng. Cốp mình mở lên nặng lắm. Ở phía dưới này thì chính xác là sẽ có một cái mâm sơ cua. Đó, mâm sơ cua nha mọi người. Trang bị đầy đủ mâm sơ cua và dụng cụ sửa chữa nhỏ. Bên cạnh đó có thêm một cái túi cứu thương nè. Đây là cái trang bị tiêu chuẩn của xe Đức. Cái logo rất là lớn nằm ở giữa chữ phăng tông. Và bên này là chữ V6, động cơ V6, 6 máy, 3.0. Mạnh mẽ. Bên đây thì đèn xi nhan, rồi đèn LED. Đó, bên này chúng ta thấy đèn xi nhan, đèn LED nó nằm ở đây. Cái vỏ nó rất là chắc, mình nhấn vô này nó cứng khừ. Đây là còn đây là cái để mở xăng, và mở xăng thì mình sẽ mở phía trên. Đây mọi người thấy mâm thì nó mâm 18, cho nên nó rất là phù hợp với cái chiếc xe sedan cỡ lớn này. Vừa rồi thì Lộc đã quay cho mọi người thấy chiếc phăng tông là một trong những dòng sedan cỡ lớn. Mà mọi người hãy xem video và đăng ký kênh của Lộc để Lộc có thể có nhiều những video bổ ích và nhiều những video để gửi đến mọi người phong phú hơn trong thời gian sắp tới. Lộc trân trọng và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.